Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái hệ thống treo độc lập này, càng chữ A, một giảm sóc treo này. Cái này thì nó phù hợp với những cái dòng xe điện là xe 4 bánh, xe tải trọng khoảng 4 đến 12 người các bạn. Hệ thống phanh dầu càng chữ A. Nói chung lắp đặt bọn này thì cái hệ thống này thì dễ hơn. Ưu điểm của nó thì các bạn cũng biết, đối với hệ thống treo độc lập thì nó sẽ hơn hẳn dùng nhíp, dùng hệ thống treo hai lò xo. Nó là giảm sóc treo độc lập, êm hơn rất là nhiều so với cái giảm sóc bằng nhíp và giảm sóc hệ lò xo. Đấy. Cái này thì có tim ốc là 7 x 10. Đấy. Một số cái kích thước cơ bản, kích thước từ mặt đất lên đến điểm cao của giảm sóc treo là 54 cm. Kích thước chân chữ A là 33 cm. Kích thước chân ngang chữ A là 28-27 cm. Đấy. Còn riêng cái giảm sóc này không ấy, là 43 cm. Đấy. Cái giảm sóc này thì là phim 10, cũng tương đối là cứng mà vẫn đạt độ mềm mại nhất định. Ở đây thì tổng phanh dầu là tổng phanh đôi các bạn nhé, 2 xi lanh. Đấy, các bạn có thể nhìn bên này biết là 2 xi lanh, 1 là 2 xi lanh này. Càng chữ A đây có đánh dấu bên trái, bên R là bên phải này, lép là bên trái này. Đấy. Cái lắp đặt như này là đúng này. Đây tim ốc này thì tim ốc này chéo 10, vuông 7, phanh đĩa, thép trắng. Tất cả các phụ kiện như là gối đỡ cái thứ này bên em có đưa sẵn cho các bạn nhé. Đấy, đưa sẵn đây, gối đỡ này. Hệ thống lái thì sử dụng thức lái 2 đầu các bạn nhé, thì hợp lý hơn. Tuy nhiên thì vẫn có thể sử dụng thức lái 1 đầu cũng được. Đây nó có 2 lỗ này. Đây, lỗ bắt routin nó có 2 lỗ này. Tuy nhiên thì hệ thống thức lái 2 đầu thì nó sẽ phù hợp hơn với cái bộ này. Chọn bộ là như hình ảnh, mọi chi tiết liên hệ 0983 818 1955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Đấy. Bộ này thì giá cũng rất là hợp lý thôi. Khách hàng liên hệ 0983 818 955 nhé. Đấy, để được nhận được báo giá hoặc là chat qua Zalo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.